Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món trà sữa Thái Đỏ, một loại trà sữa cũng vô cùng là thơm ngon và hấp dẫn. Để làm được món trà sữa Thái Đỏ này thì mình đã chuẩn bị ở đây 25g trà Thái Đỏ. Đây là gói trà Thái Đỏ các bạn nhé. Nó tương tự như gói trà Thái Xanh. 150g bột kem béo, 150ml sữa đặc có đường, 100g đường cát trắng, trân châu. Các bạn có thể sử dụng thêm trân châu, thạch rau câu tùy thích nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên mình sẽ cho vào trong nồi 2 lít nước và đun sôi lên. Trong khi đợi nồi nước sôi thì mình sẽ cùng với các bạn luộc trân châu nhé. Mình cũng đã đun sẵn một nồi nước sôi ở đây, mình sẽ thả trân châu vào luộc. Các bạn luộc cho đến khi các hạt trân châu chín trong là được nhé. Trân châu này là mình đã làm sẵn và mình để trong ngăn đá tủ lạnh mình dùng dần. Mình cũng đã có video hướng dẫn cụ thể rồi. Bạn nào mà chưa biết cách làm thì các bạn có thể tìm video trong kênh để xem nhé. Khi các hạt trân châu bắt đầu nổi lên thì các bạn tiếp tục luộc cho đến khi các hạt trân châu chìm xuống trở lại. Khi các hạt trân châu bắt đầu chìm xuống trở lại thì mình sẽ tắt bếp và mình ngâm các hạt trân châu trong nồi nước nóng khoảng chừng 5 phút nữa. Nồi nước nấu trà cũng đã bắt đầu sôi rồi. Khi nồi nước nấu trà đã sôi thì mình sẽ cho phần trà thái vào và khuấy đều. Cho trà vào xong thì mình sẽ tắt bếp nhé các bạn. Các bạn lưu ý là nước sôi hoàn toàn thì mình mới cho trà vào. Khuấy đều trà xong thì mình sẽ đậy nắp lại và ủ trà trong khoảng chừng 5 phút. Trà sau khi ủ được khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ lọc trà. Mình lọc trà qua một cái rây, mình phủ lên trên rây một tấm vải xô như thế này để mình lọc trà cho sạch nhé. Và đây là tô trà Thái Đỏ mà mình thu được. Các bạn thấy màu nước trà Thái có màu đỏ rất là đẹp này. Để chừng 5 phút cho nồi nước trà nguội bớt thì mình sẽ cho đường vào. Và mình khuấy đều cho đường tan ra. Sau khi khuấy tan đường thì mình sẽ cho 150ml sữa đặc mình đã chuẩn bị sẵn vào. Mình cũng khuấy đều để cho phần sữa đặc tan ra. Các bạn thấy cho phần sữa đặc vào là màu trà của mình nó chuyển sang cái màu rất là đẹp này. Nó đã nhạt màu hơn rồi. Khi đã khuấy tan phần sữa đặc thì mình sẽ cho từ từ phần bột kem béo vào và khuấy đều. Các bạn khuấy cho phần bột kem béo tan hoàn toàn ra nhé. Và lúc này các bạn nếm thử xem cái phần trà sữa Thái Đỏ này nó đã vừa miệng hay chưa nhé. Và bạn nào mà muốn đậm đà hơn thì các bạn có thể tăng thêm lượng sữa đặc hoặc là lượng đường cho vào, tùy theo khẩu vị của các bạn nhé. Với công thức này thì mình sử dụng cho trà sữa Thái cho vào chai nhé. Còn trà sữa Thái mà cho vào ly để uống cùng với đá thì các bạn phải tăng lượng đường lên. Trà sữa Thái Đỏ này các bạn để cho thật nguội, sau đấy các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để ít nhất là 4 tiếng nhé. Trà sẽ ngon hơn là khi mình thưởng thức lạnh đấy. Khi mình vừa nấu xong như này mà mình uống luôn thì sẽ không ngon bằng mình để lạnh ít nhất khoảng 4 tiếng đâu nhé. Các hạt trân châu sau khi ủ thêm chừng 5 phút nữa thì mình đã vớt ra một tô nước lạnh để ngâm cho các hạt trân châu nguội. Và đây là phần trà Thái Đỏ mình thu được, mình đã cho vào trong các chai như thế này rồi các bạn.
Các bạn cho phần trà sữa thái đỏ này vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi thưởng thức thì các bạn rót trà ra ly, cho thêm thạch hoặc trân châu tùy theo sở thích nhé. Mình sẽ cho thêm trân châu vào. Và đây là ly trà sữa thái đỏ mà mình thu được. Với những nguyên liệu mà mình chia sẻ thì các bạn có thể làm được 2 lít trà sữa thái đỏ nhé. Và bây giờ mình sẽ uống thử. Và trà sữa cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi thưởng thức thì mát lạnh, béo ngậy vị của sữa đặc này, bột kem béo và rất là thơm mùi trà. Trà sữa thì có độ ngọt vừa phải, kết hợp với các hạt trân châu dai giòn sần sật, rất là ngon. Các bạn có thể cho thêm thạch nữa. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với cách làm món trà sữa thái đỏ này nhé. Mình sẽ xin chia sẻ đến các bạn cách làm món trà sữa thái xanh. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để theo dõi cách làm món trà sữa thái xanh này nhé. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở đây thì gồm có 30g trà thái xanh, một gói bột rau câu dẻo có trọng lượng là 10g, 200g bột béo, 350g đường cắt trắng. Đối với trà thái xanh thì mình sẽ dơ cái gói trà thái để các bạn xem. Đây, gói trà thái xanh nó như thế này. Mình mua nó với giá là 60.000 đồng. Còn đây là gói bột kem béo. Loại bột kem béo Thái Lan thì nó có rất là nhiều loại các bạn ạ. Các bạn có thể lựa chọn tùy thích nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái bột kem béo hiệu Thái Lan như thế này, hiệu 3 cốc trà. Đối với gói trà thái xanh ấy, và cái gói bột kem béo Thái Lan thì các bạn có thể đặt mua ở các cửa hàng bán đồ làm bánh nhé. Nó rất là sẵn có đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn nấu phần trà thái. Mình đã cho vào nồi 3 lít nước và mình bắc lên bếp đun sôi lên. Đối với 10g trà thái thì các bạn cứ 10g thì các bạn sử dụng 1 lít nước nhé. Hôm nay mình sử dụng 30g thì mình sẽ sử dụng 3 lít nước. Nồi nước đã sôi rồi. Khi nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho trà thái vào. Và mình sẽ đun sôi trong thời gian là 3 phút. Các bạn hớt bỏ đi các cái phần bọt nếu có nhé. Có thể thấy cho cái trà thái xanh vào một chút thôi là nó đã ra cái nước màu xanh này. Đấy. Rất là đặc luôn. Các bạn nhìn màu nước trà này. Sau khi đun sôi được khoảng 3 phút thì mình sẽ tắt bếp và để ủ trà trong nồi khoảng chừng 5 phút. Và đây là nồi trà sau khi mình ủ được 5 phút. Bây giờ thì mình sẽ lọc bã trà. Mình đã chuẩn bị ở đây một cái nồi sạch và một cái rây này. Mình sẽ lót lên trên cái rây một cái khăn xô như thế này để mình lọc trà. Các bạn có thể lọc qua rây cũng được nhé, nhưng mà mình lọc qua cái khăn như thế này. Thì cái trà của mình nó sẽ được lọc kỹ hơn. Và đây là nồi trà mình vừa lọc xong, đang còn rất là nóng. Bây giờ mình sẽ lấy bớt 300ml nước cốt trà thái xanh này ra một cái nồi. Cái màu xanh rất là đậm này. Phần nước cốt trà thái xanh này thì mình sẽ cho hết 200g bột béo vào hòa cùng.
Các bạn thấy cho bột béo vào hòa là phần nước trà thái của mình nó đã chuyển sang cái màu xanh đục hơn này. À, thơm quá các bạn ạ. Mùi thơm của cái vị, mùi thơm của cái nước trà thái và mùi thơm của bột béo. Cho bột béo là vào là chuẩn màu của trà thái xanh bán ở ngoài quán rồi các bạn. Vì cái bột béo này là nó chưa có đường đâu các bạn, nên mình sẽ cho đường vào. Các bạn cho đường vào và nêm nếm theo khẩu vị nhé. Mình sẽ sử dụng hết 350g đường mình đã chuẩn bị sẵn. Khuấy tan đường rồi thì các bạn nên nếm thử xem nó đã vừa miệng hay chưa nhé. Với mình thì như thế này là vừa rồi. Nó có vị ngọt mát thôi các bạn ạ, chứ không ngọt đậm quá. Khi mình mà bỏ vào ngăn mát tủ lạnh mình dùng như thế này là vừa. Còn bạn nào mà muốn ngọt, các bạn sử dụng thêm đá khi mà các bạn uống trà thái thì các bạn tăng độ ngọt lên một chút nhé. Với mình như thế này là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ để cho cái nồi nước trà thái này nó nguội. Tiếp đến thì mình sẽ cùng với các bạn nấu phần thạch rau câu. Đây là 300ml nước cốt trà thái mà mình đã cho ra nồi. Mình sẽ cho vào cùng với nồi 200ml nước nữa. Tiếp đến mình sẽ cho vào bát 5g bột rau câu dẻo. Bạn nào mà muốn ăn nhiều thạch thì các bạn tăng lượng nước và có thể sử dụng hết cái gói bột rau câu dẻo này. Mình sẽ cho vào cùng với bột rau câu 60g đường. Lượng đường này thì các bạn cũng có thể thay đổi tùy theo khẩu vị nhé. Khi nãy phần nguyên liệu là mình chỉ giới thiệu đến các bạn là phần đường mình cho vào phần trà sữa thôi, mà mình chưa giới thiệu phần đường mình nấu thạch rau câu. Mình sẽ trộn đều phần bột rau câu và đường. Ở video trước thì một số bạn có hỏi mình là tại sao các bạn làm thạch khi mà các bạn cho vào trà sữa thì nó không được nổi giống như ở trong video. Thì mình xin chia sẻ với các bạn là các bạn làm phần thạch rau câu càng ngọt thì nó lại càng chìm. Nên các bạn muốn mà phần thạch rau câu nó nổi giống như là ở các quán hoặc là giống như video mình làm ấy, thì các bạn cho ít đường vào thôi nhé. Thạch rau câu nhạt thì nó sẽ nổi lên trên. Và mình sẽ cho phần bột rau câu và đường mình đã trộn vào trong cái nồi nước trà thái này. Vừa cho các bạn vừa khuấy đều tay để phần bột rau câu không bị vón cục nhé. Mình sẽ bật bếp và đun cho cái nồi nước rau câu này sôi lên. Vừa đun các bạn cũng vừa khuấy đều tay nhé. Cái phần nấu thạch rau câu này thì rất là đơn giản đúng không nào? Bạn nào cũng biết rồi. Mình sẽ đun cho nồi nước rau câu sôi trong khoảng chừng 3 phút. Để cho cái tỷ lệ mà phần thạch rau câu của mình nó có màu xanh đẹp ấy, thì các bạn nên sử dụng 300ml nước cốt trà thái, 700ml nước lọc và 10g bột rau câu. Thì phần thạch của mình nó sẽ có màu xanh đẹp hơn. Hôm nay mình làm ít thạch nên là mình chỉ sử dụng 200ml nước lọc thôi. Và các bạn thấy cái màu xanh của cái phần thạch rau câu nó sẽ đậm hơn. Các bạn làm theo tỷ lệ mình vừa nhắc nhé, để cho cái phần thạch rau câu nó có màu đẹp. Nồi rau câu của mình như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Ở đây mình chuẩn bị một cái khay nhựa và một cái khuôn thạch bi này. Mình sẽ làm một chút thạch bi để lát mình có cái phần thạch. Và mình không làm chân trâu nên là mình có sẵn cái khuôn thạch bi này. Mình sẽ làm luôn. Các bạn không có thì các bạn chỉ cần đổ khuôn, đổ cho cái nước rau câu vào trong khuôn để nguội làm thạch rau câu là được nhé. Phần còn lại thì mình sẽ đổ vào cái khay nhựa này. Các bạn thấy cái màu xanh của phần thạch rau câu nó rất là đậm.
sẽ hớt bỏ cái phần bọt này đi. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái phần thạch rau câu này nguội, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng chừng 1 đến 2 tiếng. Phần trà sữa Thái cũng thế, mình cũng để nguội, sau đấy mình cũng cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Khi nào thạch đông thì mình cũng sẽ lấy trà sữa Thái ra để thưởng thức. Và đây là phần thạch rau câu sau khi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng thì phần thạch rau câu đã đông lại rồi. Đây là những cái viên thạch rau câu bi mà mình cho vào trong cái khay này. Còn cái phần thạch rau câu này bây giờ mình sẽ lấy ra và cắt thành các cái miếng nhỏ. Các bạn có thể cắt hình vuông này, dài tùy theo sở thích nhé. Đây mình cắt thạch thành các cái viên nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ cho trà sữa ra cốc và cùng thưởng thức nhé. Mình sẽ cho đá vào trong ly. Sau đấy cho các viên thạch bi vào. Các bạn có trân châu thì các bạn cho trân châu vào nhé. Tiếp đến là thạch rau câu. Sau cùng các bạn cho trà sữa vào. Và mình đã có một ly trà sữa Thái trông rất là tuyệt vời rồi này. Đối với các bạn mà làm cho gia đình uống ấy, thì khi nào mà uống đến thì các bạn hãy cho phần thạch vào cùng nhé. Và phần trà sữa Thái thì các bạn cứ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào mang ra uống thì mình mới cho thạch vào cùng. Còn đối với các bạn mà làm để bán thì các bạn có thể cho luôn thạch vào cùng với cái nồi trà sữa Thái này. Và khi có khách thì mình chỉ việc múc ra thôi. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Những ly trà sữa Thái trông rất là hấp dẫn. Và mình đã rót ra thêm được 5 chai trà sữa Thái như thế này nhé. Đây các bạn, các bạn có thể thấy này, mình cho đường ít thôi thì cái phần thạch rau câu khi cho vào những cái chai trà sữa Thái nó sẽ nổi lên trên như thế này nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món trà sữa Thái rồi đấy. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể làm được những ly trà sữa Thái vừa miệng, thơm ngon và hấp dẫn để cho gia đình mình cùng thưởng thức trong mùa hè này nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món trà sữa Thái này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.